10 seconds remaining. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Janot Tiguan nha. Rồi, anh em đầu trận thấy gì không? Thấy thằng Lưu Bố nhắn gì không? Đó, thằng em mình nhắn tem bạn là cơ động quá anh ơi. Nên là trận này tôi sẽ cho mọi người thấy thế nào là con gian đập que giò con nắc cho nó khỏi muối nha. Rồi, ok. Đó, đấy, tem mình thì đầu game có vẻ như là đang qua ép blue tem bạn mọi người ơi. Đó, ép khá là căng nha. Rồi, mà cẩn thận gấu đốt vào là chết đỡ nha. Từ ủi ăn nắc ăn blue rồi. Rồi thôi kệ đi, nói chung là tem lui đi đừng có đánh hàng với nhau quá chết hết giờ, không ăn được thì thôi bỏ ấy chứ. Rồi xong có còn sau nữa, kể từ tôi qua cover cho mít về nhá, hay quá. Rồi cover cho mít về thôi mọi người ơi. Ui nó qua cướp blue của tôi vãi nồi, ai chơi game chơi thế. Rồi không biết qua kịp nữa trời, ui sợ không qua kịp rồi, nó kéo vào bụi rồi tôi không chừng trị được cái này. Ui mất rồi, thôi kệ đi mọi người, nói chung là tí nữa trả thù sau cái bọn tép riu này, tí tôi đấy tôi đấm cho nó vài cái chết giờ mà. Ừ, rồi làm sao, nói chung là hơi cay tí thôi, nhưng mà từ tôi phải đi kiếm cách để tôi farm lên cấp 4 cho mọi người. Đó, chứ giờ chưa được lên cấp 4 khó đánh nhau quá. Rồi nhá, ui, té nó tập trung ở trên đường AD kìa. Đấy, đây, rồi xong, tạm biệt em. Chém nè, ui, chết đi, ừ hay quá bò ơi, ui rồi, tôi rơi bộc phá. Rồi, tôi qua chém thằng AD nhá mọi người. Đó, chém thằng AD rồi, kệ nó đi. Rồi, ui, thôi xong rồi, chết. Trời, ui, mới rồi, chết một mạng rồi, trời ơi. Ôi, rồi sau khi hồi sinh thì tôi sẽ quyết định di chuyển lên ăn con rồng nhá mọi người, và tôi bình tem ăn rồng nha. Đó, nói chung là chết thua là thế, nhưng mà vẫn là con rồng thì không có lỗ đâu mọi người ơi. Con rồng mới là cái con chủ chốt để lấy được lợi thế đầu game nha mọi người. Đó, còn bây giờ ăn con rồng được rồi thì từ từ gây nó không ta, từ từ nhá, tem mạng an toàn nhá, nhưng mà ông Lữ Bố trách con màu đỏ nhá. Đấy, rồi từ từ nhá. Giờ tôi sẽ di chuyển về ăn mấy con quái, rồi di chuyển sắc xuống dần top và gank top một lần nhé mọi người. Có vẻ như là Lữ Bố đang khá là thua kèo với Yuka. Đấy, máu thua kìa. Rồi, đó, nhưng mà giờ di chuyển xuống nha. Nhưng mà, hiện quá nó chưa ăn bộ đỏ của tôi. Rồi, ui, Lữ Bố đánh nhau kìa, Lữ Bố đánh nhau kìa. Rồi, lùi nhá, ấy thằng mắc kìa. Lùi nhá, đừng có đi ra, ảo ảo nhá. Ui ôi, ông đi vào đó là con nắc ở bên kia mà. Phải rồi, trời ơi, em tôi ơi. Trời ơi, con nắc nó mới lộ sai ở trên map của nó mà nó không nhìn thấy. Trời ơi, khổ ghê. Trời ơi, đi thẳng vào mặt em địch cho nó đánh cái này chết dở rồi. Thôi nhưng mà không sao. Đó, bây giờ thì dọn quái và di chuyển về ăn con blue nhé mọi người. Trời ơi, em tôi ơi. Trời ơi, khổ ghê. Thôi, bây giờ thì tôi sẽ di chuyển lên blue và phải cố gắng hành nát cái lên bot thằng ấy được, cái tội dám cướp blue của tôi đồ game cay cú thật sự, chứ chơi game mà đi cướp lén nhỉ, như ai phải cướp phải như tem tôi chứ, cướp phải thằng rừng nó đang ăn thẳng blue qua cướp chứ ai chơi cướp lén nhục thế không biết. Trời ạ, rồi nói vui thế thôi, nhưng mà từ đó di chuyển lên nha. Rồi đi lên đánh nhau nó, ui gặp nắc này. Rồi nói chung là chém lên với nắc tiếu thôi, tại mày néo tiền nắc này. Rồi ok, còn bây giờ thì di chuyển lên đánh nha. Có vẻ bọn nó là khá là ham giao tranh, là không chú ý đến tôi rồi. Rồi ok, xin mẹ thế này. Đó, dính hai thằng luôn. Rồi, lượm luôn mạng AD, lượm luôn mạng mít nha mọi người. Nhưng mà, ôi, không lượm rồi, nhưng mà cho tem ăn đi. Còn bây giờ thì tôi biến về nha. Đấy, hay quá. Rồi, về thôi. Ui, mít rồi, cẩn thận, thằng nắp bụi ấy nhá. Thằng nắp lùm đấy, rồi xong. Trời, nắp lùm kia nó lùi được không? Rồi, hên quá, cả mít cả top mình thoát được luôn mọi người ơi. Vì cả top mình thoát được, còn hai người còn chấm máu, hên thật sự chứ. Rồi, bây giờ thì bộ đỏ mới sắp ra rồi. Tranh thủ farm lẻ con quái và ăn bộ đỏ và di chuyển tiếp lên đường trên nhé mọi người. Đó, khả năng di chuyển lên đường trên và từ đó giờ tôi cũng chẳng biết tôi đi đâu nữa. Bây giờ cứ farm rồi gặp sao đánh đó thôi. Đó, vấn đề của tôi trận này tôi vẫn phải bắt thằng AD mà tôi sẽ ghim thằng AD, ghim từ đầu trận đến cuối trận luôn, không cho nó chơi game luôn, vãi nồi thật, đáng chơi quả cướp rừng. Đấy, nói chứ với tôi thủ dai nhé mọi người. Đấy, thằng nào mà qua cướp rừng tôi là tôi nhớ cái mặt nó rồi đó. Rồi, bây giờ thì pha con quái này và lên, úi dồi ôi, mãi đánh nhau quá, lên bà bắt đồ rừng lớn rồi, trời ơi. Chỉ anh em vậy mà cuối cùng mình còn sai nữa,
Có chị, ê, tôi hàng ở đây nha, tôi hàng ở đây đang đi xuống, tôi hàng ở đây đang đi xuống, tôi hàng ở đây đang đi xuống. Mày chạy đi đâu, con này không có cơ động đâu, chạy đâu không có tốc biến thì chạy bằng trời, chém nhẹ nhá. Rồi, giết luôn. Ui, nó hồi miếng máu kìa. Ui, hơn nó tốc biến này bỏ đấy mọi người. Ăn con bùa đỏ. Ê, từ qua cover cho mít nhá. Rồi, chém này. Ui, cây nó đái nó chứ. Thôi bỏ nhá mọi người, pha này mít chết rồi. Tôi lui đây, đường ai nấy chạy thôi chứ giờ cũng không cứu được nổi đâu. Rồi, bây giờ quả ui hết lính rồi, đã lít qua đẩy chủ phụ AD mà nó hết lính bá rồi. Đấy, rủ lên đây. Ui, thằng Malok tỉnh thế. Rồi xong, khả năng cao tôi mất hồi lui mọi người ơi. Nổ nó hồi máu kìa. Thôi bỏ nhá mọi người. Bỏ. Rồi, khả năng mất con blue rồi, nên là tôi sẽ từ từ ăn cái con cục máu này, nấp trên bụi này và tôi chờ nó qua ăn rồng nhá mọi người. Ui, xui thế, còn lỗ sai chứ. Rồi, mất blue chưa? Ui, mất blue rồi. Ui, ông đây cẩn thận nhá. Ui, tôi xong AD nắc kìa. Mất tốc biến rồi. Mà không sao, tôi vẫn nấp đây nhá. Tôi dính thằng AD đây mọi người. À đây. Mày chạy đâu? Ui, thằng nát này múa ảo vậy, thằng này đánh theo bị tỉnh nhá mọi người. Nó vừa thấy tôi cái nó chạy liền xuống dưới luôn. Ui, thế không cho mình ăn mạng, cay thế không biết. Rồi, bây giờ thì nát chết rồi thì tôi qua farm tiếp phần bùa đỏ nha. Không thấy thằng này Zuka kìa. Đó, nói chung là trận này đang có vẻ khá ngang kèo nha, nhưng không sao. Tí nữa tôi sẽ cho hết, thế là gọi là hết ngang kèo. Còn bây giờ thì qua lượng blue đó nha mọi người. Này, chết rồi, đương nhiên nó sẽ còn lượng blue của mày thôi. Nó nói chung là có quái nào lượng hết. Không cho nó farm con nào nha mọi người. Mày đã có lợi thế mà, chứ mọi người mà để nắc là nắc ở biết chơi đấy. Nè mọi người, để nó biết chơi, nó có đồ tí nó múa cho úi dồi luôn đấy. Rồi, giờ thì qua giết con gấu rồi. Gấu thì chắc chắn rồi, ba đứa thì sao mà chạy được. Ba đứa chạy bằng trời nhá. Rồi chém nhẹ xin mẹ. Úi trời ơi, tôi thật là gọi là việc nhẹ lưng cao ghê á. Vì hôm qua lướt nhẹ được tại cái ăn bào nguyên cái mạng hoàng hoàng Duca luôn, nhẹ nhàng bãi nổi ra. Rồi ok, bây giờ thì ăn con Red nha. Tem mình đang đo tranh ở trên kìa. Hó. Giết nó đi. Này, rồi xuống rồi. Đây, ulti nhá mọi người. Đánh gặp nắc là không có cái vụ nhây nhây đâu. Ui, không tới tầm rồi. Không được rồi, không giết được nó rồi. Hay thế, chém này, rút chém này. Ý, hay quá. Hay quá, lưỡi bố ơi, lưỡi bố đập được hết đủ tầm nó luôn. Rồi, ok, xin mạng. Này, giết luôn gấu này, hay quá. Rồi, xong, gấu bay vào ao nhây nhá. Trời ơi, lưỡi bố double kill, hao nhiên từ vị trí lưu bố này để ham mạng này. Trời ơi, mày không biết con lưu bố là chiến thần hao nhây à? Mày có xem YouTube của lưu bố kill chưa? Trời, bây giờ thì dọn quặng nốt quái và di chuyển qua farm bên bãi rừng bồ xanh mình nhá. Nhưng mà từ đó để tôi check cái bãi rừng hầm con Red đã. À, vẫn còn nguyên si nhá, vẫn còn nguyên si. Thấy, nói chung là cách để hàng rừng nó thọt chỉ có như vậy thôi. Rồi, ui lộ sai rồi, xui thế. Mà không sao, đấy, hên cho AD thôi chứ khoảng đây không có mắt tỏa sáng nào, coi như AD chết tiếp rồi đó. Rồi, còn bây giờ thì chém nhẹ con rồng nhé mọi người, chém nhẹ con rồng rồi về tiếp tục farm blue nhé mọi người. Đó, nói chung là cứ đi farm liên tục thôi, mọi người thấy tôi di chuyển đi đâu vào farm đó không? Nó này là vàng lúc nào cũng ao ấy đó, không có ít vàng đâu. Chỉ khi gặp trận nào tôi bị ép quá nhiều hoặc là tôi quá phế thôi. Đó. Còn trận mà ngang ngang này ít khi tôi bị thọt vàng lắm mọi người. Rồi, bây giờ thì qua đây nấp vào cái bụi này nè, đợi hàng AD, hàng mid nó qua đây nhá. Rồi, chạy đâu. Rồi, bắt thằng này trước nhá mọi người, thằng này ở trên. Còn AD thì ở dưới thì cho nó solo kill đi. Hay quá tem ơi. Ok kìa ha, tem mình vẫn chưa giết thằng nắc à. Ảo thật đấy. Thôi nhưng mà không sao, nói chung là 2 đổi 3 nhưng mà AD mình solo kill thua luôn rồi. Trời ơi, khổ ghê. Đấy, hên là vừa solo kill vừa ăn được thằng AD luôn mọi người ơi. Rồi, còn bây giờ thì tôi sẽ vô ăn con tà hận nhá mọi người. Nói chung là có mục tiêu là phải ăn thôi, đừng nhường cho nó một con mục tiêu nào hết, bất kỳ con nào không được nhường nhá. Đấy, đang mạnh là phải ăn. Nhưng mà hai ông kia qua đây phụ đi. Ui, từ qua đây phụ tôi đi. Ui, giao tranh luôn nào, thôi bỏ tà hận nhé mọi người. Từ. Rồi, đây bắt được thằng lượn thằng. Ui, lại có ulti nữa à. Thôi nhưng không sao. Đấy, đang ăn tà hận mà tem giao tranh ấy, tôi phải bỏ tà hận mọi người ơi. Đó, chứ mà đang ăn tà hận mà không giao tranh cái là ối rồi đấy. À, đây. Đó, chém nhẹ mất khúc máu này, tốc biến nha. Rồi, thằng AD bắt tốc biến nha. Thôi, bây giờ thì lượm con bùa đỏ hay quá, lượm bố solo kill với Nagarok, Nagarok chết rồi kìa. Hay rồi, nói chung là Nagarok chết rồi thì nó sẽ càng phế hơn thôi. Trận này tôi 4-1 rồi. Đây, bắt thằng AD nha, tôi vừa để ý nó qua map này. Thôi, chạy đi đâu, mày chạy đi đâu. Tao nhìn map là không có lọt mắt được ai đâu, nên là mày không đừng có chạy nha. Rồi, bây giờ thì từ từ, ui, con lính này
làm mất đẹp quá à. Rồi vô giết luôn thằng Lưu Bộ, à thằng Maloc này, chém luôn. Rồi hay quá, bỏ ơi, bỏ vô tanh chịu đam trước mình này. Rồi chém mẹ này, mà thôi tôi không đổi mạng nhá mọi người, đổi mạng pha này là dở nhá, pha này đổi mạng là hơi bị dở đấy, men này đổi mạng là không có hay đâu đó. Thay vì vậy thì tôi sẽ cho nó sống mà tôi đi về đôi farm ngon hơn. Tự nhiên ai rảnh đâu mà đi đổi mạng trong khi mạng mình đang 5-1 năm mà, đúng không? Lỗ đấy, không có lời đâu. Rồi bây giờ thì qua từ ui trận này John farm hay quá mọi người, John xanh quá, John farm hơn vàng mình luôn. Rồi đó, nói chung là trận này gặp con John mà hay này nữa, thêm tôi này nữa thì tem mạng đỡ mà nổi. Nắc có mà bay để cho nắc búa John sấy cho một đường ấy, xỉu ngang liền, lén tay liền, trời ơi. Rồi bây giờ thì vô ăn con tàu hần nhá, coi chừng thằng Narok nó cướp nhá mọi người. Nó từ đã cho nó tung ra. Rồi vô chém này, chạy đậu lướt này, chừng chị này, hui nắc ơi, thấy chưa, nó hoảng quá mọi người, nó hoảng quá, tay nó run run tì ngược luôn. Sợ thật. Rồi bây giờ thì chém thằng Maloc nhá, mày đã chém chạy cũng đau chưa, chạy chưa, chạy đâu rồi, chạy đâu, ui từ từ, ui xong rồi, đẻ đây của mình bị gấu bắt rồi, thôi không sao đâu, nói chung là tôi trả thù. Ơ kìa, vãi nồi thật, mẹ mày chạy đâu, mày chạy đi đâu, thôi bỏ đi mọi người. Thôi chịu thôi, pha này tôi không dí nữa đâu, dí nữa làm chi cho mệt, trời ơi không ăn được nó luôn, mẹ nó hên thế mà cày thế không biết. Rồi đây AD ơi. Tôi tưởng là thấy mình chứ, rồi xong chưa, thấy mình chết nha, chạy đi đâu. Rồi thì có cái này né con Maloc nha mọi người. Ui thôi xong rồi, pha này tôi chết rồi, pha này không sống rồi mọi người ơi. Rồi ok, thôi xin đây, bây giờ thì tiếp tục. Ui nắc lại chuẩn bị chết kìa, ui chạy té luôn, nhưng mà chắc chắn nó rồi, nó đang ăn con bồ đỏ mình, nó hơi kẻ đi. Còn bây giờ thì tôi ăn con blue và tôi di chuyển lên ăn con rồng nhé mọi người. Nói chung là tem mình đánh nhau cứ kệ tem mình đi, còn mục tiêu mình cứ ăn mục tiêu cho tem thôi là được rồi đấy, gọi là âm thầm gánh tim phải không, không cần giao tranh nhiều, nhưng mà con mục tiêu là của tem mình đó. Trời ơi, nói chung là ai ăn được mục tiêu là hơi nhiệm vụ hơi bị cao cả nha, không có đùa đâu. Rồi còn bây giờ thì qua giao tranh nhé mọi người. Đấy qua giao tranh này, bò từ từ nhá, bình tĩnh nha, thắng nắc nha. Rồi xong, mày đau chưa, trời ơi ăn nguyên đam của mình với giòn sấy nó xỉu ngang luôn, chết luôn gấu rồi. Thấy khả năng thì tem mình khả năng win pha này nhé mọi người, tem nó còn hai thằng máu giấy này không ăn được đâu. Kahi nãy mất ấy rồi, nhưng mà giờ mình giết Kahi rồi mọi người. Rồi chém này, chạy đi đâu. Ok thì ván này tem mình win đây rồi nha mọi người, hẹn mọi người ký sau nha. Nếu thấy hay thì nhớ cho mình xin một like và ủng hộ kênh mình nhé, giúp kênh mình đạt 1000 sub nhanh nhất có thể nhé mọi người. Ok bye bye anh em, hẹn anh em ở clip sau nha. Ok bye bye.